one morning, một cô gái trẻ ngồi xe lăn cùng mẹ đến hội thánh vào một buổi sáng sớm. Trong sự khao khát tìm kiếm sự giúp đỡ, đội quay phim đã phỏng vấn họ để tìm năn đề gì đã đưa dẫn họ đến đây từ nước Đức. Cô gái trẻ được đưa vào giảng đường trên chiếc xe lăn, không thể tự di chuyển được cùng với người mẹ. Cô ấy đưa ra chứng minh nhân dân của nước Đức, chứng minh rằng cô ấy là người tàn tật. Cô ấy thể đọc rằng người cầm giữ thẻ này là người tàn tật. Người mẹ cũng đưa ra báo cáo y tế chẩn đoán con gái mình bị bệnh đa xơ cứng, multiple sclerosis. Xin chào buổi sáng. Tôi tên là Mary Fee Vizolet và con gái tôi tên là Nicole Vizolet. Chúng tôi đến từ Đức. Chúng tôi được bảo rằng sẽ có rất đông người nên chúng tôi đã đến đây rất sớm. Chúng tôi đã thức dậy 2 giờ sáng và 3 giờ chúng tôi đến đây. Vậy thì nan đề gì đã đưa dẫn các bạn đến đây? Vâng, con gái tôi đã bắt được 1 năm. Cô ấy phải sử dụng xe lăn và tôi phải giúp cô ấy mọi thứ, tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn. Cô ta 80% bất lực. Cô ấy thử lên mạng Internet và tìm được nhà thờ Scone và chúng tôi có đức tin rằng cô ấy sẽ được lành bệnh. Bà có thể giải thích tài liệu bà đang cầm trên tay là gì không? Cô ấy có bệnh đa xơ cứng và càng ngày tồi tệ hơn. Vì bệnh đa xơ cứng mà con gái bà đã sử dụng xe lăn cho 1 năm qua à? Vâng, trong vòng 1 năm qua, con gái tôi bắt đầu bị tê tai và lan tỏa khắp toàn thân người. Con tôi không thể đi được nếu không có ánh sáng và thường vấp ngã ở cầu thang. Đó là lý do chúng tôi đi tìm một giải pháp. Cái thẻ này dành cho người tàn tật. Và nó nói rằng cô ấy đã 80% tàn tật. Chữ B có nghĩa là cô ấy không thể làm bất cứ điều gì mà không có người khác giúp đỡ. Con tôi phải dùng xe lăn. Cô ấy 80% bất lực. Bà có thể cho chúng tôi biết làm thế nào bà biết đến hội thánh Scone và việc gì đã thúc đẩy bà đến đây? Đầu tiên là con gái tôi tìm được hội thánh Scone ở trên Internet, trên mạng và đã nói cho tôi biết. Tôi xem video trên YouTube hàng ngày và ok, tôi tin rằng ông ấy là người của Đức Chúa Trời. Vì căn bệnh là vô phương cứu chữa và nó trở nên tồi tệ thêm mỗi ngày. Nên tôi nói rằng đừng lo lắng, chúng ta sẽ để dành tiền để đến nhà thờ hội thánh Scone càng sớm càng tốt. Hai, tên tôi là Nico Vezolet, đến từ Đức. Cô có thể giải thích nan đề gì đã dẫn cô đến hội thánh Scone sáng sớm nay? Tôi bệnh tàn tật, không đi được và phải dùng đến xe lăn. Tôi tìm kiếm ở trên mạng và thấy rằng mục sư nhà tiên tri T.B. Joshua có thể làm được mọi điều với quyền năng của Chúa Trời, nên tôi đã chọn đến đây. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời toàn năng sẽ chữa lành cô hôm nay trong giờ thờ phượng khi người Đức Chúa Trời đi ra trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong giờ thờ phượng, Đức Chúa Trời đã sử dụng mục sư nhà tiên tri T.B. Joshua để nói lời tiên tri chữa lành cũng như giải cứu mọi người. Trong số đó có cô Nico và mẹ của cô. Thúc đẩy bởi Đức Chúa Thánh Linh, mục sư T.B. Joshua cầu nguyện chữa lành cho cô ấy trong danh Chúa Jesus Christ. Có một tà linh tự tử trong gia đình của cô. Mọi người đều nghĩ làm thế nào để tự tử. Buồn phiền, trầm cảm. Dạ vâng, thưa người Đức Chúa Trời. Đây là lần thứ hai cô ấy trốn thoát khỏi sự tự vặn. Dạ phải. Đã có một lần cô ấy sắp đặt mọi thứ để rồi chuẩn bị tự tử. Dạ phải, cô ấy có kể cho tôi. Cô ấy kể cho bà nghe à. So,
La profecía dice que un espíritu de suicidio en la familia. La profecía dice que ya después sucedería de la depresión a la familia. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tôi cảm tạ ơn Chúa Trời và ngợi khen Ngài vì đã dùng mục sư TV Joshua giải cứu và chữa lành chúng tôi. Hồi tuần rồi, cho nên chúng tôi hôm nay làm chứng lại sự tốt lành của Chúa Trời. Tên tôi là Wieselit, đến từ Đức. Và đây là con gái tôi, Nicole. Tuần rồi, mục sư TV Joshua đã tiên tri rằng trong gia đình chúng tôi có một tà linh phiền muộn và tự tử, trầm cảm. Và đó là sự thật. Bởi vì khi tôi mang thai, tôi cảm nhận được có một tà linh nào đó đang theo đi theo tôi. Tôi đang ở một mình, nhưng tôi đã cầu nguyện với Chúa Trời. Và một vài năm trước đây, tôi đã phát hiện rằng trong gia đình, khi những đứa con lớn lên, thường có những cuộc cãi vã và hiểu lầm trong gia đình. Và con gái tôi bắt đầu mặc quần áo đen và tách rời khỏi nhóm. Và tôi không thể hiểu cô ấy nên tôi đã cầu nguyện với Chúa Trời. Và khoảng một năm trước cô ấy nói với tôi rằng tai của cô ấy bị tê. Và trong vòng một năm, sự tê đã lan tỏa khắp người. Và cô ấy không thể đi được. Chúng tôi đã gặp bác sĩ này đến bác sĩ khác. Cô ấy cũng đã được tiêm một loại thuốc, cortisone. Và sau lần tiêm thuốc cuối cùng, cô ấy bắt đầu buồn bã và sợ hãi nếu phải bị tiêm lần nữa. Và tôi đã nói rằng chúng ta bây giờ hãy cầu nguyện để tìm sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Và đó là vì sao chúng tôi đã có mặt ở đây. Madam, sau khi người Chúa Trời đã tiên tri về cô gái của bà thì chuyện gì đã xảy ra? Sau lời tiên tri và sự giải cứu thì có một sự hiệu quả xảy ra ngay lập tức. Cô ấy bảo tôi rằng, mẹ ơi, con đã có cảm giác rồi. Con cảm giác tay, chân và có thể đi lại được. Amen. Ngợi khen Chúa, tôi vô cùng bị sốc. Vì sự chữa lành xảy ra ngay lập tức. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước đó, cô ấy thường bận quần áo màu đen và thường đi ra nghĩa trang, nghĩa địa hầu như mỗi ngày. Tôi hỏi cô ấy tại sao và cảm nhận rằng điều đó không được bình thường. Thế nên tôi đã cầu nguyện nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Cô ấy có đã vui vẻ không? Cô ấy liên hệ với những người xung quanh trong cộng đồng như thế nào, với mẹ như thế nào? Không có sự truyền thông tốt trong gia đình, luôn luôn có sự hiểu lầm. Từ khi lời tiên tri và sự giải cứu Chủ nhật tuần qua, bà có thấy sự thay đổi gì trong thái độ của con gái mình và giao tiếp với người lân cận không? Vâng, có những thay đổi lớn về thể chất lẫn tinh thần. Cô ấy bây giờ có hạnh phúc không? Vâng, cô ấy không những chỉ hạnh phúc vì được chữa lành mà là vì môi trường xung quanh đầy dẫy được Thánh Linh. Alleluia, hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tên tôi là Nicole, đến từ Đức. Đây là mẹ của tôi. Từng rồi, mục sư TV Joshua tiên tri rằng tôi có tà linh tự tử và trầm cảm trong bên trong tôi và cả gia đình. Và đó là sự thật vì tôi đã muốn tự vặn hai lần nhưng đã không làm. Tôi đã bị tê khắp cơ thể và không cảm nhận được thân thể tôi nữa. Và tôi không thể đi được, phải dùng đến xe lăn. Và sau khi TV Joshua đụng chạm tôi cảm giác lại và có thể đi được lại. Thật là tốt đẹp, tôi cảm ơn TV Joshua về ân tứ này và tôi cảm ơn Chúa Trời về phép lạ tuyệt vời này. Cảm ơn. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Tôi thường chán nản và buồn bã và không biết tại sao. Tôi tưởng rằng mọi người giận dữ tôi nhưng không phải như vậy. Bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc rằng tôi đã đi được và cảm giác lại được. Còn về sự tê tái thì sao? Sự tê đã biến mất và tôi có thể cảm giác được cơ thể của tôi 100%. Cảm ơn Chúa Trời toàn năng. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu của chúng ta.
Ngày hôm sau, Nico và mẹ cô trở lại The hội next thánh day, Scone Nicole để làm Wesley chứng and her lại sự mother chữa lành came ngay back to lập the tức Synagogue Church of All từ Nations to bệnh testify to her instant healing from the đa xơ problem cứng of của mình severe multiple trầm trọng đã sclerosis khiến that had cô ngồi xe confined lăn. her to a wheelchair. Tên tôi là Nico và đến từ I'm nước Đức. Nicole Retzelecon and I'm from Germany. Cô có thể vui lòng cho Can you please biết tell us nan đề what's the gì đã problem dẫn that cô brought đến you hội here to thánh the Synagogue Scone? Church of All Tôi đến Nations? đây vì Came tôi here đã because tàn I tật was và đã disabled không đi before. được. Tôi And đã I cannot phải walk. dùng xe lăn trước đó. I was using the wheelchair Trước before. kia cô đã đến And you đây came to với xe Sharon lăn before when you came để here. di You chuyển xung perhaps quanh you made đây use of à? this wheelchair to be able to move around. Yes, of Dạ, course. đúng. And last Sunday I was Chủ nhật sitting tuần rồi tôi đã ngồi ở đây và here mẹ tôi in ngồi the kế bên next ghế chair. kia. Và And nhà the tiên prophet tri to TB Joshua Joshua tiên came tri rằng tôi and có Joshua linh prophesied tự and vãng Joshua trong said thân spirit xác in my body và ông cầu and nguyện Joshua đụng chạm chữa healed lành tôi trong danh Chúa me. And Giêsu. after Kể từ since then đó I tôi đi can lại walk. được I và có feel cảm giác I toàn can thể, move because I had toàn linked cơ up my thể. body. But Trước now đó I can tôi walk. bị tê cả thân thể. I'm not Tôi không able còn to sử use this dụng đến xe wheelchair. lăn nữa. Wow, so you mean to say that you Cô no không cần longer đến need xe to lăn use nữa this wheelchair sao? at all Cô đã because I hoàn can toàn move được with this lành à? wheelchair? Yes. Dạ. I'm no longer to use this anymore. Tôi không I can cần đến nó walk. nữa. So Tôi you có mean thể to đi say lại you no được. longer have those Cô suicidal không còn những thoughts ý nghĩ anymore? tự vãng No. nữa à? It's gone. No, không còn nữa. Amen. Well, we thank Cảm ơn God Chúa for this Trời vì wonderful sự chữa healing and lành và deliverance giải that you cứu have tuyệt vời received. này trong danh Chúa Giêsu. Proving her Để chứng complete minh healing, Nico đã chữa lành Nicole hoàn toàn, excitedly cô đã runs and chạy và jumps, nhảy, the numbness and nhót. pain a thing of the Khi Chúa past. Giêsu When Christ Jesus chữa lành Christ các bạn, heals you, Ngài he sẽ chữa heals you lành hoàn effectually. toàn. He heals you Tình completely. trạng tê liệt và trầm Thank you, cảm là Jesus. chuyện I'm quá khứ. healed. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi đã lành. I thank Cảm ơn God Chúa for Trời đã chữa lành healing con my gái daughter. tôi và bây giờ This tôi time I không don't cần have giúp to đỡ roll cô ấy up nữa, and help her không cần chiếc anymore. xe lăn hỗ I trợ don't này need nữa. this Tôi wheelchair cảm ơn Chúa Trời anymore. về sự I chữa thank God lành, sự giải cứu for và nhà tiên tri deliverance mục and sư for the TB healing Joshua prophet và Joshua. cảm ơn tất And cả now nhân I thank viên của God's nhà thờ prophet Scone. Scone. Thank you very Cảm ơn much. Chúa Thank Giêsu. you, Jesus. Thank you, Jesus. Sau After khi giving her awesome lỡ testimony, làm chứng tuyệt vời của Nicole mình, Wozelek and her Nico và mother mẹ đã prepare to chuẩn bị embark trở on về their lại journey nước Đức. back to Germany. Tên Let's tôi listen to là them as they Marifel share their và là experience. một y tá chuyên nghiệp. I'm Hôm Marifel nay chúng Retzelecon, a tôi sẽ rời professional khỏi nurse đây today. để về We're với nước leaving Đức. to Và đây là go con on our gái going Nico. home to Germany. Chúng tôi And vô we cùng are hạnh phúc về mọi wish my sự daughter về Nicole sự good chữa health. lành We và are giải happy for cứu. everything for the healing and deliverance. Cảm ơn rất Thank you so nhiều. much and Ngợi praise khen God. Đức Chúa Trời. Mục sư TB Joshua The muốn man of gửi God, cho các Prophet bạn một Joshua món said, quà "We shall present you 2.000 đô with this cash để gift giúp of cô và con gái. $2,000 Ôi, lạy to Chúa support Trời, you and tôi your vô cùng daughter." cảm động. Oh my God, this is I'm Thank overwhelmed. you. Thank you so much. I didn't expect it. Thank you very much, Prophet Joshua. It's overwhelming. And this is for Cái you này and your để giúp daughter đỡ to cô support và your con gái daughter của cô. from here on out. And in addition to Và that, thêm my vào đó, emphasis that người we Chúa should Trời present muốn you cho with is cô 5 five chai morning xịt nước waters buổi and sáng two và booklets 2 quyển that sách you can để continue các to bạn có thể tiếp pray tục and cầu minister in nguyện Jesus' và name. phục We ngục believe vụ that the Ngài best và is yet điều to tốt come. nhất vẫn chưa Thank đến. you very much. Cảm ơn. Praise God. Cảm ơn Thank Chúa you, Trời. Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Prophet Joshua. God bless you Nguyện all. nguyện xin Thank Chúa you, Trời ban phước thank you cho very tất much. cả It's các bạn. overwhelming. I'm touched right Cảm now ơn. with all Tôi vô the cùng cảm energy động of touch. với tất cả sự giúp đỡ của các bạn. Thank you. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ, Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa,
giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tính, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.